Chào các bạn. Thì lúc nãy mình với Casey có chở ngoại Rampa và bà ngoại Danny mới đi tắm biển về. Và hiện tại bây giờ mình với Casey sẽ cùng nhau đi về thành phố nha các bạn. Wow, các bạn nhìn nè. Chỗ này có người bán bánh pizza hả ta? Nhưng mà ai bán đây? Mình thấy một cái chỗ bán bánh pizza các bạn ơi. Ui, chiếc xe của mình cái gì vậy? Từ từ thôi. Mình chạy sao mình lọt vô đường mưa luôn các bạn. Wow, nhưng mà ai bán bánh đây ta? Mình nhớ thông thường là ở trong game GTA 5 này mọi người bán bánh hot dog này các bạn, hamburger nè. Mà không ngờ chỗ này có người bán bánh pizza nha. Mà thêm loại nước ngọt xì bum nữa hả? Với lại là bánh donut luôn các bạn ơi. Đã với vậy ta. Nhưng mà ai bán đây? Mọi người ơi, ai bán vậy? Mình chạy sao? Mỗi bánh bằng ghế của người ta luôn rồi các bạn ơi. Chán ghê luôn á. À, có phải là hai anh trai này không? Hello hai anh trai ơi. Hai anh trai có phải là người bán bánh pizza không vậy? Lấy cho em hai cái đi hai anh trai. Hú hú. Rồi luôn các bạn ơi. Lại đánh mình nữa rồi. Mình đã nói rồi mà. Biết bao nhiêu lần rồi các bạn. Đừng nên đánh hết ghi nha. Những người bạn đi chung với mình hơi bị dữ đó các bạn. Ơ kỳ vậy. Mình thấy mọi người bán bánh chỗ này nè các bạn. Nhưng mà mình lại mua thì không ai bán cho mình hết. Là sao vậy ta? Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ rời khỏi đây nha. Ui. Cái chiếc mô tô của mình á, nó khó điều khiển lắm nha các bạn. Hả, cái gì vậy? Mọi người sao mà bây giờ chạy xe lọn dữ vậy ta? Đụng tùm lum tùm la à các bạn. Rồi Kissy lên xe tôi bạn. Bây giờ mình sẽ ghé vào trong đây mình đổ xăng nha các bạn. Hiện tại bây giờ đổ xăng đang rất là khó luôn. Mà con xe của mình á thì uống xăng giống y chang là trâu uống nước luôn các bạn. Chỗ này mình thấy có khá là nhiều trạm xăng luôn các bạn ơi. Nhưng mà không biết hết xăng hay là không đây. Biết ngay mà, hết xăng rồi các bạn ơi. Trạm xăng hết xăng rồi. Không có ai bắn xăng cho mình hết à. Kỳ vậy ta. Xăng bây giờ hiếm lắm các bạn. Ui, các bạn nhìn nè, con xe của mình á là chạy hơi bị dữ luôn các bạn ơi. Wow. À, mình thấy chỗ này lại có thêm mấy người bán bánh nè các bạn. Mình thèm vào đây mình trôn mọi người quá các bạn ơi. Hello xin chào mọi người nha. Bởi vì mọi người ở đây khá là hung dữ luôn các bạn. Mình trôn mọi người á, cái mọi người đánh mình đánh lại. Đó, như vậy là chúng ta có giải bóc siêu làng nha. Bây giờ mình sẽ thử cái tốc độ của xe này các bạn. Đó, các bạn nhìn kìa. Ui, 180 mấy rồi các bạn ơi. Tốc độ cực kỳ khủng khiếp luôn, số 3 thôi. 199-200 rồi các bạn. Tốc độ gì mà khủng khiếp dữ vậy ta? 200 mấy rồi các bạn ơi. Đây các bạn nhìn nè, chạy xe lên đầu luôn. Hết ghi chạy xe hổ báo đó nha các bạn. Con xe này nó có tên là MV Agatha. Nhưng mà mã số hiệu của nó là mã số hiệu gì mình cũng mất tiêu rồi các bạn. Cái tên khá là dài luôn nha. Chạy hơi bị khủng luôn các bạn ơi. Rồi, lên đầu nè. Ơ, có chuyện gì vậy? Cúp điện à. Để mình xem đã các bạn ơi. Thông thường đường hầm chỗ này có bị cúp điện đâu. Tại sao hiện tại bây giờ cúp điện rồi? Ơ, chuyện gì vậy? Mình không biết lý do vì sao luôn các bạn ơi. Thông thường đường hầm chỗ đó nó luôn luôn có điện nha. Còn tại sao hiện tại bây giờ nó bị cúp điện rồi? Ui, có bọn cướp nữa các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ giúp đỡ mấy anh cảnh sát trừng trị bọn cướp này nha. Này thì dám ăn cướp nè. Hả? Mình có vũ khí không ta? Chuyện gì nữa vậy? Con xe nào chạy đụng xong rồi rớt cản ra ngoài luôn các bạn ơi. Còn mấy anh trai kia ăn cướp nè các bạn. Rồi cảnh sát nè. Đây, mình sẽ đặt một quả bom định vị nha. Mấy anh trai một quả nữa. Ơ hụt rồi các bạn ơi. Mình phải đặt hai quả kìa. Đó, hai quả thiết bị định vị luôn. Phải như vậy đó các bạn. Thì cảnh sát mới đủ kịp mấy anh trai kia nha. Chuyện gì xảy ra vậy ta? Tự dưng ở khu vực này cúp điện nè các bạn. À mình quên, lúc nãy hình như là mình khóa thời gian thì phải. Bây giờ mình sẽ mở khóa thời gian nha các bạn. Ghê quá các bạn ơi. Dùng quê bất ổn bây giờ cúp điện rồi. Hay là bây giờ chúng ta khám phá một căn nhà bỏ hoang nha các bạn. Không biết là ở trong đây có ma hay là không nữa. Căn nhà này lúc trước là của anh em O'Neill này các bạn ơi. Ơ cái gì vậy? Các bạn nhìn kìa, thanh niên kia, người rực cháy luôn các bạn. Đây, buổi tối này các bạn ơi, người gì mà cháy ghê chứ vậy. Mình không biết là các bạn có quan sát kỹ hay là không nữa. Bởi vì buổi tối như vậy này các bạn, mình sợ các bạn quan sát khó. Nhưng mà bây giờ cúp điện rồi các bạn ơi. Còn ở phía trên căn nhà này, hả? Ngôi nhà này có ma rồi các bạn ơi, ngôi nhà này có ma rồi.
Còn mấy anh trai kia nữa, người mình không biết có cái gì nữa các bạn, mà rất cháy luôn. Trong nhà cũng có lửa đó nha. Rồi, anh trai này, người làm gì mà cháy dữ vậy ta? Rồi, cái si ơi, xuống xe, đánh nhau với anh trai này nè. Anh trai này nha, định làm God Rider hả? Ui các bạn ơi, mình bị cháy luôn rồi, mình bị cháy luôn rồi. Kissy ơi, Kissy, giúp mình với. Kissy ơi, giúp mình với. Anh trai đó, người cháy các bạn ơi, đừng có nói là cháy xe của mình nha. Này nha, hiện tại bây giờ trong nhà đã có điện rồi các bạn ơi. Để mình đi vào nhà mình xem thử nha. Nào từ từ thôi mấy trai cảnh sát ơi. May quá các bạn, ở đây có mấy trai cảnh sát nè, cho nên là mình không có sợ nha. Với lại là có điện rồi các bạn, chứ nếu như mà cúp điện nữa thì mình không biết phải làm sao luôn. Rồi Kissy ơi, đi theo mình lên đây nè Kissy. Chỗ này cái gì mà nó cháy dữ vậy ta? Đây nè các bạn. Ôi, căn nhà này biết cái gì thôi các bạn ơi. Mình thấy nó cháy liên tục luôn nè, toàn khói với khói không à. Chỗ này mình vào không được rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ đặt bom cho nổ cửa nha. Đó phải như vậy đó các bạn. Mình đặt bom cho nổ cửa mình vào nhà mới được. Ui, căn nhà này nghe có vẻ căng thẳng đấy các bạn. Ơi, rồi còn cái này là cái gì đây? Đặt bom luôn nè. Đặt bom luôn nè. Mình không biết cái đó là cái gì nữa các bạn, mà mình ném bom á, nó cứ xoay vòng tròn liên tục à. Này nha, đặt bom nè, đặt bom nè, nổ hư chưa? Ôi các bạn ơi, mình không biết cái này là cái gì luôn á, thứ gì mà kỳ lạ dữ vậy. Rồi rồi rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá nhà ma này nữa nha. Ơi các bạn nhìn kìa, ma lai rút ruột các bạn ơi. Đây này các bạn, ghê dữ vậy. Này nhá, ma lai nè, ui các bạn ơi, nó đuổi theo mình rồi. Ở đây lại có thêm anh chị này nữa hả? Thôi thôi, chạy, ui các bạn ơi, nó đấm một cái bọc thôi mình té liền các bạn. Đó, mình không được ngoài dạy luôn kìa. Căn nhà này nguy hiểm thật sự luôn các bạn. Cái cửa này làm sao đi ra ngoài được đây? Thôi mà. Ôi các bạn nhìn kìa, cái phần ruột đưa ra ngoài này các bạn, rồi còn hàm răng nữa, cặp mắt nữa. Ui, nhìn ghê thật sự luôn các bạn ơi. Video này á, mà xem buổi tối chắc sợ lắm luôn đó các bạn. Thôi mà. Chị Ma Lai rút ruột ơi, chị đừng có đuổi theo em nữa mà. Mọi người đuổi theo đánh mình quá nhiều luôn các bạn. Rồi, mọi người muốn đánh nhau đúng không? Qua đây đánh nhau với mình nè. Hít ghi không có sợ đâu nha. Hít ghi không có sợ mọi người đâu nha. Ui các bạn ơi, con Ma Lai rút ruột này á, nó đúng mạnh luôn các bạn. Nó đánh mình một cái thôi và mình té liền rồi. Này nha, anh trai này nha, à chị này nè. Các bạn nhìn kìa, con Ma Lai rút ruột đã bị mình hạ gục rồi các bạn ơi. Vậy mà mình tưởng nó ghê lắm chứ. Lúc đầu thì đánh mình khá là ghê nha các bạn. Còn bây giờ mình đánh sao con Ma Lai rút ruột xỉu rồi các bạn ơi. Này nha, anh trai nha, bà chị này nha, mà sao mọi người khỏe dữ vậy ta. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh lại buổi sáng nha các bạn. Như vậy đi cho bớt sợ. Mà sao mọi người khỏe dữ vậy ta, mình đánh liên tục luôn các bạn mà mọi người không sao kìa, còn anh trai kia đã mất tiêu rồi. Bà chị này nhá, đi xuống đây chúng ta tiếp tục khám phá ngôi nhà ma rồi các bạn ơi. Ngôi nhà này thì nó cũng khá là rộng nha. Hiện tại bây giờ ban ngày rồi các bạn, cho nên là không có sợ lắm đâu. Hồi nãy ban đêm á thì còn hơi bị sợ nha, chứ còn bây giờ ban ngày á chúng ta đi khám phá thoải mái luôn đó. Ngôi nhà này lúc trước là của anh em O'Neil buôn bán hàng cấm đó các bạn. Sau khi bị thanh niên Travel phá hủy thì hiện tại bây giờ chỗ này á không có ai sinh sống hết à. Nó chỉ có như vậy thôi các bạn ơi. Ở dưới đây cũng như vậy hả? Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ra ngoài chơi nha. Mọi người ơi, hít ghi đến đây, mọi người ơi, hít ghi đến đây. Mình chạy vòng vòng chút xíu nữa là mình không biết đường ra luôn các bạn ơi. Cái nhà này nó rối giống y chang là cái mê cung vậy. Ơi, ở đây ra được không? Rồi luôn các bạn ơi, mình đi vào được mà bây giờ mình ra không được nè. Vậy thì mình phải lên trên lầu, mình đi ra bằng cái đường hồi nãy mình đi vào đó các bạn. Đây rồi. Kissy ơi, bạn đó rồi Kissy. Ơ, bà chị này tóc biến à. Lúc nãy mình còn thấy bà chị này ở trong nhà, mà bây giờ bà chị này ra ngoài đây rồi các bạn ơi. Mọi người ở đây là hơi bị hung dữ đó nha. Cảnh sát là chứ, thôi, tắt sao. Đó các bạn. Căng quá các bạn ơi. Đi khám phá ngôi nhà ma một chút à, mà mọi người đến đây tri nã mình nè. Rồi mình gặp anh trai cháy lửa đó các bạn. Đó, anh trai này á cứ đuổi theo tất cả mình hoài à. Ảnh khá là trâu bò nha các bạn. Đó, mình đánh ảnh á thì mình bị cháy. Đây các bạn nhìn nè, hai con ma này vẫn còn ở đây hả? Ghê dữ vậy. Đây các bạn ơi, ban ngày rồi, ma vẫn còn xuất hiện luôn nha. Còn bà cô này nữa.
Đây các bạn, hai con ma này nè, dù ngày hay đêm nó vẫn xuất hiện nha. Nào Kissy ơi Kissy, lên xe thôi bạn. Mấy anh đại cảnh sát thì bỏ xe đây luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chạy ra phía Mikim xem thử nha. Con xe của mình cũng đã bị nổ rồi. Con xe này chạy hơi bị đã đó các bạn. Đó, mình sẽ lấy ra con xe khác nha. Kissy ơi Kissy, lên xe với mình nè bạn. Đừng có đánh mọi người nữa. Mình nhớ hình như là gần ở ngoài đây có một cái trạm điện các bạn. Để mình ra ngoài đây mình xem thử nha. Không biết nó bị lý do vì sao nữa mà hồi nãy nó là cúp điện các bạn ơi. Ui, con xe này đi được mấy người đây ta? Đây này các bạn ơi, con xe này hơi bị đã luôn đó. Rồi luôn, nó chỉ được có một người thôi các bạn. Mà chỗ này á, mình thấy rồi các bạn ơi, nó có khá là nhiều những quả bom nổ chậm nha, những bình ga đó các bạn. Đó, mình đặt chỗ này chừng 2 quả thôi. Rồi Kissy, lên xe thôi bạn, lên xe thôi bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi ngôi nhà ma này nha. Kích nổ nè, đổ nổ mấy bình ga luôn rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ chạy ra ngoài kia, mình xem thử cái trụ điện nha các bạn, để xem là nó bị hư như thế nào. Còn mấy anh trai này nữa, hello xin chào mấy anh trai bùng phệ nha. Mấy anh trai bùng phệ của ông xăng này các bạn. Ui đã như vậy. Kissy Kissy xuống xe đi bạn ơi, Kissy xuống xe đi bạn ơi. Để mình sử dụng kỹ năng này nha các bạn. Rồi Kissy xuống xe đi bạn. Để mình sử dụng kỹ năng này. Này nhá, anh trai bụng phệ nè. 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 Ôi, mấy anh trai này đứng ở đây làm gì mà đông dữ vậy ta? Anh trai bụng phệ nè. Tát như vậy đó các bạn, mình cũng không sao kìa. Ghê như vậy. Ui, chạy rồi các bạn ơi, chạy rồi các bạn ơi. Có bom xăng hả? Có bom xăng hả? Anh trai bụng phệ nè, anh trai bụng phệ nè. Khó chịu quá các bạn ơi. Cảnh sát cái đuổi đến đây truy nã mình suốt à. Rồi bây giờ mình sẽ tạm thời mình tách sao luôn nha. Mình sẽ sử dụng kỹ năng này, mình trôi mấy anh trai bụng phệ nha các bạn. Anh trai bụng phệ nè, anh trai bụng phệ nè. Nhưng mà sao bây giờ nó hết đạp rồi các bạn, nó chỉ tán như vậy thôi à. Đây là các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thử kỹ năng này nha. Anh trai bụng phệ nè. Tán một cái rồi các bạn. Ui ảnh bay kìa các bạn ơi. Đó, mấy anh trai bụng phệ hả? Mấy anh trai bụng phệ hả? Tán dính nhất luôn các bạn. Kỹ năng này là hơi bị mạnh đó nha. Thêm anh trai này nữa nè. Rồi thêm anh trai này nữa nè. Ui các bạn ơi, hít gì tán hơi bị mạnh đó các bạn. Tán một phát một thôi. Anh trai này á, té lăn lộn cục mẹ mấy chục vòng luôn. Rồi lại đây mà đánh em nè. Nhưng mà sao mọi người trâu bò dữ vậy ta? Mọi người trâu bò ghê luôn các bạn ơi. Đánh quá chừng đánh luôn, bắn quá chừng bắn luôn. Mà mọi người không suy nghĩ nhầm nhòi gì luôn á. Chỉ như vậy thôi các bạn. Thêm anh trai bụng phệ nè. 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 Lại đây. Mình tán hết luôn. Đó các bạn. Cứ lại đây. Cứ lại đây. Rồi luôn. Kéo mình xuống xe rồi. Ui. Kissy. Có cái bóng chày các bạn ơi. Rồi Kissy. Lên xe thôi bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sửa điện nha. Rồi Kissy. Theo mình nhìn lên nè bạn. Mấy anh trai bụng phệ này cứ đuổi theo mình hoài à. Mà khó chịu quá các bạn. Rồi luôn. Lôi mình xuống sao mà giờ cái bản mod của mình nó bị lỗi luôn rồi các bạn ơi. Mấy anh trai này còn đánh cái si nữa hả? Dám đánh cái si bạn của mình nè. Dám đánh cái si bạn của mình nè. Cái si ơi cái si, lên xe thôi bạn ơi. Chúng ta cùng nhau đi sửa điện thôi. Quẩn quá là quẩn đi mà các bạn. Mình nói mình đi sửa điện mà từ nãy cho đến bây giờ mình vẫn còn ở đây. Mình chưa ra ngoài đến trạm điện nữa. Đây là các bạn ơi, trạm điện đây. Để mình ra ngoài đây mình kiểm tra, để mình xem là lý do vì sao mà nó bị mất điện nha các bạn. Hả? Mình thấy có điều gì đó quen quen rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn kìa, 4 anh em mini hết ghi làm cái gì vậy? Mấy thanh niên này phá điện của người ta hả? Thanh niên này á thì live stream phát sóng trên Facebook nha các bạn, quay phim trực tiếp luôn. Còn thanh niên này thì đứng vỗ tay. Này nhá, mấy thanh niên anh em hết ghi nhá, phá vừa vừa thôi. Là mình nói sao bình thường khu vực này có điện các bạn, mà tự dưng ngày hôm nay nó lại cúp điện. Này nha, phá cái gì mà phá như vậy. Này thì phá nè, này thì phá nè, đừng có phá nữa nha. Chạy rồi các bạn ơi, đúng rồi, chạy đi, đừng có phá nữa, đừng có phá nữa. Cái chỗ này là trạm điện của người ta mà, phá tùm lum tùm la à. Ơi các bạn ơi, 4 thanh niên này đánh mình luôn rồi kìa. Nào nào nào, mấy thanh niên mini hết gì, đàn em của mình mà các bạn. Sao lại đánh mình, thôi 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 đừng có đánh mình mà. Đàn em của mình còn muốn đánh mình nữa hả? Đàn em của mình bây giờ muốn đánh mình với lại cái xin rồi các bạn ơi. Này thì muốn đánh mình nè. Này thì muốn đánh mình nè.
này thì muốn đánh mình nè. Hit ghi mini màu đỏ, hit ghi mini màu xanh lá, hit ghi mini màu vàng. Và cuối cùng là thanh niên này song sinh với mình này các bạn ơi. Nhưng mà có điều á, thanh niên đó màu đậm hơn mình nha. Rồi, Kissy, lên xe thôi bạn. Được rồi đó các bạn. Mình đã giải quyết lý do vì sao mà chỗ đó nó bị cúp điện rồi ha. Thì ra là do bốn anh em như hết ghi phá chỗ đó nha. Còn đây là khu nhà ma nè các bạn ơi. Để bây giờ mình sẽ quay trở lại đây một vòng nữa mình kiểm tra nha. Ờ, ở đây hai anh trai này làm gì vậy? Hello, xin chào hai anh trai nha. Hello, xin chào hai anh trai nha. Khu nhà này có ma đó hai anh trai ơi. Hai anh trai rời khỏi đây đi hai anh trai. Sao vậy mọi người, sao vậy mọi người? Mới ghẻ một chút thôi các bạn ơi mà mọi người bỏ chạy rồi kìa. Mọi người ơi, cái gì mà bỏ chạy vậy? Mới ghẻ một chút thôi các bạn ơi mà anh trai này bỏ chạy rồi. Mình đụng nhạc thôi các bạn, không sao đâu, không sao đâu. Rồi bây giờ mình với cái Si sẽ cùng nhau quay trở lại thành phố nha. Hả? Ma lai rút ruột lại xuất hiện rồi các bạn ơi. Này thì ma lai rút ruột nè. Cái gì mà trâu bò dữ vậy? Mình nhớ là mình đã hơi gục một lần rồi mà. Vậy mà bây giờ vẫn còn xuất hiện ở đây nữa hả? Mình chạy xe mình đụng luôn nha. Mình chạy xe mình đụng luôn nè. Ui các bạn ơi, nó hơi bị mạnh đó các bạn. Mình đụng nó làm sao mà chiếc xe của mình nó muốn hư luôn rồi. Này thì ma lai rút ruột hả? Xuất hiện cả ban ngày luôn mới ghê chứ các bạn. Cái xe ơi, cái xe. Lên xe thôi bạn, lên xe thôi bạn. Các bạn nhìn kìa, nó bay đúng nhanh luôn các bạn ơi. Chị ma lai rút ruột này ghê quá các bạn. Bay đúng nhanh luôn á. Rồi rồi, chị ơi, cứ từ từ thôi nha chị. Chị cứ đứng ở đó đi. Bây giờ em với cái xe sẽ chạy xe quanh trở lại đụng chị nha. Mà nó khỏe quá các bạn ơi. Hồi nãy mình đụng nó làm sao mà xe của mình muốn hư luôn á. Rồi, đứng nó đi, đứng nó đi. Đứng nó đi. Đụng ghê với các bạn, đụng ghê với các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng lại đây nha các bạn. Đó, mình có bom nè. Mình đặt bom cho nổ luôn. Đâu rồi ta? Hello, hello. Hello, chị ơi, chị lại đây nè chị ơi. Chị mới lại rút ruột ơi, chị lại đây nè. Ở đâu rồi? Để đây đi chị ơi. Để em đặt bom em kích nổ cho. Để em đặt bom em kích nổ cho. Ui, hụt rồi các bạn ơi, hụt rồi các bạn ơi. Không trốn, không trốn nha. Lại đây nè chị, lại đây nè chị. Kỳ vậy ta. Khó dụ ghê luôn các bạn ơi. Bình thường những con quái vật á thì mình dụ được nha. Còn chị này là hơi bị ghê luôn đó. Các bạn thấy không? Chạy xe đụng sao mà ba người té luôn rồi. Chạy xe đụng sao mà ba người té luôn. Rồi Kissy ơi, lên xe thôi bạn, lên xe thôi bạn. Này nha, mình đặt cho quả bom nè. Đó các bạn, nổ trúng rồi các bạn ơi. Cháy luôn rồi kìa. Đó, phải như vậy chứ. Nè, mình đặt tiếp một quả bom nữa nè, cho cháy luôn nha. Hai quả nè, ba quả nè, bốn quả nè, không như vậy luôn. Ui, cái chân nổ xe của mình. Bốn quả liên tiếp rồi các bạn ơi. Năm quả nè, sáu quả nè, bảy quả nè, tám quả nè. Rồi còn ở trong kia có ai bắn mình nữa vậy? À, một anh trai bụng phệ, một anh trai bụng phệ. Ừ các bạn nhìn kìa, mình đặt sáu quả bom thôi các bạn mà không sao. Ui, chị ma lai rút ruột này ghê chứ vậy. Còn ngồi vậy được hả chị? Con xe của mình bị cháy rồi các bạn ơi. Mình đặt bom mà mình ẩu quá, mình không có quan sát nha. Nổ xe của mình luôn rồi. Nào cái xe, lên xe nhanh lên thôi bạn. Ui các bạn ơi, chị ma lai rút ruột vẫn còn kìa. Sao mà ghê với vậy ta? Mình tưởng đâu là để đi bơm muối rồi chứ các bạn. Này nha, ở đó đi. Mình đặt bom nè. Mình đặt bom nè. Mình đặt bom nè. Rồi luôn các bạn. Lại nổ con xe của mình nữa rồi. Sao mà mình ẩu dữ vậy ta? Rồi cái xe ơi, xuống đây sử dụng cái bóng chày. Đánh luôn nè. 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 Đây chưa? Chị ma lai rút ruột đây chưa? Ơi các bạn ơi, mình đặt bom quá chừng luôn mà không đai. Mình mới sử dụng cái gậy bóng chày, mình đánh có một hai cá thôi các bạn. Đi bắn muối rồi nè. Còn đây các bạn nhìn nè, một cái ruột này các bạn ơi, kéo dài thật là dài nha. Đầu thì tóc dài, khuôn mặt thì trắng bệch, hàm răng thì giống y chang như là hàm răng của hết dây luôn. Rồi Kissy ơi, lên xe thôi bạn, lên xe thôi bạn. Quên chứ các bạn, con xe của mình nó bị cháy rồi. Kissy ơi, lên xe đi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một màn highlight chỗ này nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ kết thúc video luôn. Chạy những con Simoto mạnh mẽ như vậy nè mà không làm highlight á thì hơi bị tiếc nha các bạn. Rồi Kissy, lên xe thôi bạn.
một màn highlight cuối cùng, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tạm biệt các bạn luôn. Lên xe nhanh lên đi Kixi. Con xe này á là mình không có đổi nha các bạn, mình để phiên bản bình thường luôn á, mà nó chạy khá là khỏe nha. Đây các bạn, đổ số 2 thôi, nó lên 190 gần 200 km/h rồi các bạn. Đổ. Cái này là chưa mát tốc độ nha, mình chỉ để bắn bay như vậy thôi các bạn. Có highlight rồi, có highlight rồi. Bây giờ mình sẽ lộn một hai vòng các bạn xem nha. Đó các bạn, lộn luôn nè. Đẹp ghê chứ các bạn. Nhưng mà đừng có tiếp đất bằng lưng nha. Thoát vị lấy đệm hai đứa đó. Ui các bạn ơi, đẹp quá các bạn. Đó. Complete đi. Ui complete rồi các bạn ơi. Các bạn thấy mình làm highlight đẹp không? Mình lộn một vòng luôn các bạn. Rồi sau đó đó, mình tiếp đất bằng hai bánh nha. Như vậy nó mới cho mình complete đó các bạn. Chứ mình mà làm highlight chỗ kia hả, làm gì nó cho mình complete được. Làm highlight mấy chục lần luôn nhưng mà nó vẫn không cho mình complete nha. Hên quá các bạn ơi, ngày hôm nay mình đúng may mắn luôn á. Rồi và mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video của mình đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.